dụng nguồn điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Model là Sony NAS gạch D50HD. Dàn này full chức năng gồm có CD hoạt động ok, AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Và đặc biệt trên dàn này có ổ cứng HDD 80GB. Mình có thể lưu trữ tầm 40.000 đến 80.000 bài nhạc khác nhau. Mình cứ lưu trữ những bài hát yêu thích, nào là nhạc trẻ, nhạc dance remix. Sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi, khi mình cần nghe nhạc để thư giãn, giải trí thì chỉ cần nhấn vào nút play HDD là mình có thể phát được những bài hát yêu thích. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm, bát của loa là 10cm, gân cao su, màn giấy. Dàn này sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30m². Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Các bác cần mua đổi nguồn kèm dàn thì liên hệ em sẽ ship chung cho mình. Tiếp theo em sẽ test nhạc qua HDD và CD. Cách chép nhạc và ô cứng thì vô cùng đơn giản. Mình bỏ CD vào dàn, sau đó nhấn HDD Red là tất cả nhạc trên CD nó sẽ chạy toàn qua ô cứng. Mình lưu trữ từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua tháng nọ. Mỗi lần giải trí chỉ cần nhấn play HDD là ok. Độ lớn màn hình là 7 inch, rất là đẹp, sắc nét để cho mình theo dõi tên bài hát hoặc là các tùy chỉnh. Ai nỡ quên tình nhau, đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù xa cách. Hôm qua em có quay một bộ dàn Sony HDD y chang vậy, giá bán là 2,2 triệu. Bộ dàn này vận chuyển giờ bị mẻ chút xíu dưới này nè, nên em thanh lý giảm đi 300.000 nha, chỉ còn 1,9 triệu. Và khi các bác chuyển khoản đủ, em sẽ tặng cho mình một cái khiển học, tức là cái robot học. Mình có thể chỉnh được bass, chỉnh được lọc âm aux laser và chỉnh được full chức năng trên dàn. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em vừa test nhạc qua ổ cứng HDD và AUX, tiếp theo đây em sẽ test nhạc qua CD nha. Sau khi mình nhấn play CD hoặc là play ổ cứng thì trên này nó có mũi tên nè. Bốn cái mũi tên này mình dùng để di chuyển chọn danh sách bài hát theo nhu cầu. Sau khi mình nhấn vào mũi tên này thì danh sách bài hát nó sẽ hiện ra. Mình có thể nhấn lên hoặc nhấn xuống để di chuyển chọn cái bài hát nào mà mình thích để mình nghe nha. Ví dụ như bây giờ em chọn Chuyện Vàng Thiên Lý đi, sau đó nhấn Enter. Mình có thể chỉnh trên remote hoặc là trên bộ dàn đều ok. Vậy là các chức năng trên dàn này đều hoạt động hoàn hảo. Bây giờ em xin kết thúc clip. Cần tư vấn, cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần mua hàng, vui lòng liên hệ số Zalo 0931008099 giúp em. Đây góc cạnh của lo nè. Quá đẹp. Bên này xuống bên kia vùng lửa. Tổng thể mặt sau, em có dàn tần số là 90, mình có thể cắm vào đây để nghe điện thoại hoặc là cắm 3.5 ra 3.5 đều ok. Công suất âm ly là 52W, công suất loa không đi trên loa. Thông thường Sony này thì công suất sẽ là 50W một thùng, 100W trên cặp loa nha. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sao. Chỉ bị mẻ chút xíu do vận chuyển thôi mà mình đã mua rẻ hơn bộ vàng không mẻ này lên tới 300.000. Vừa tiết kiệm chi phí vừa có một bộ vàng hay cho mình nghe. Xinh màu nắng, má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non.